Vườn Babylon xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đến với Vườn Babylon nhé. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn là bộ ba phân bón thông minh, gọi là bộ ba Rina đó các bạn. Bộ ba này là chuyên dành cho lan nha các bạn. Rồi, mình sẽ giới thiệu từng sản phẩm cho các bạn dễ hình dung. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm Rina phân bón 200. Đây, có chỉ số 200 nha các bạn. Còn hàm lượng NPK của nó là 310808. Đây là cái sản phẩm này dùng cho cây con. Đó, khi bạn chơi cây ấy, những cái cây mà đang nhỏ nhỏ là bạn dùng cái hộp này nhé. Một hũ thế này là nó có khối lượng là 150g và có mã QR quét để chích thông tin sản phẩm có đúng hàng thật hay là hàng giả. Vâng, khi mở nắp ra thì là chúng ta thường có một cái giấy bạc. Cái hũ này nó thường có một cái lỗ chấm ở đây nhé các bạn. Vâng, đây là hũ 200 chuyên dành cho cây con. Đây, nó có cái dòng chữ đây, chuyên dành phong lan con và cây con. Rồi, đến với hũ thứ hai là hũ phân bón thông minh Rinan 210. Đây, chỉ số 210 nha các bạn. Còn chỉ số NPK của nó là 22 10 10 TE. Đây là sản phẩm chuyên dùng cho cây lan ở giai đoạn trưởng thành. Một hũ này, ba hũ này đều có khối lượng giống nhau là 150g. Hũ này là dành cho cây trưởng thành nha các bạn. Ok, hũ thứ ba là hũ phân bón Rinan 220. Đây, các bạn thấy không? 220. Hàm lượng NPK của nó là 12, 12, 20 TE. Hũ này là chuyên dùng cho kích hoa. Khi mà cái cây lan của mình ở cái giai đoạn đọt của nó già rồi á, thì thường thường mình dùng cái dòng này để kích cho nó ra hoa nha các bạn. Rồi, ok, đây có thành phần, hướng dẫn sử dụng. Đó, an toàn và bảo đảm. Đây, còn đây là có tiêu chuẩn cơ sở này. Còn đây là mã QR chích để biết là hàng của công ty. Rồi, mình điểm lại ba cái hũ phân thông minh cho các bạn nhé. Hũ thứ nhất là phân thông minh Rinan 200 chuyên dùng cho cây con. Hũ thứ hai là phân thông minh Rinan 210, giờ đây là chuyên dùng cho cây trưởng thành. Hũ thứ ba là 220 chuyên dùng cho cây chuẩn bị ra hoa nha các bạn, được gọi là kích hoa ấy. Đây, bộ ba của nó này. Xin chào các bạn nhé.